Cháy nhà vẫn tắm. Tôi là Nguyễn Hoàng Hà, địa chỉ tại Vĩnh An, Tây An. Nhắn tìm em trai tên Nguyễn Hoàng Tùng, sinh năm 1990, tên thường gọi ở nhà là Bo. Vào năm 1994, trên đường hai anh em sang nhà ngoại tại thôn Đình đã bị thất lạc. Khi đi, em mặc quần bò màu xanh, áo phông vàng, chân đi giày trắng. Mọi thông tin xin liên hệ số điện thoại 074-940-2642. Gia đình rất mong tin em. Ê, toàn mấy tin gì đâu không à. Alo, xin hỏi ai đấy ạ? Chú em trốn cũng giỏi quá ha. Đợi tiền anh đây hơi lâu rồi đấy. Dạ, em đang xoay tiền đi gửi lại đại ca. Do chuyến hàng vừa rồi em cũng bị lừa hàng kém chất lượng, phải đền cho người ta, đâm ra... Trời, chú em nói nghe hay ha. Hai ba người cho chú em thì anh đây còn nước đi ăn cá mà. Hàng cuối tháng mà không thấy thì đừng trách anh đây nha. Trời ơi, sao số mình túng quẫn thế chứ. Ôi, lại tin tìm trẻ lạc tên Tùng gì chứ gì. Nghe nói nhà ông này cũng khá giả, nên đăng tin trên tờ báo suốt mười mấy năm cũng một mớ tiền rồi đó. Vậy hả? Thấy thương quá à. Mà đi lạc 4 năm tuổi làm sao biết được giờ mặt mũi nó như thế nào mà tìm. Đúng là phận đời éo le mà. Trùng hợp, mình cũng chạc tuổi người này, lại cũng sống ở trại trẻ mồ côi từ năm 1994. Chà, đã thiệt đấy. Cậu là... Dạ, ảnh này em chụp lúc mới được tìm thấy ở biên giới. Nghe các mẹ trong trại trẻ mồ côi kể lại, thì người ta tìm thấy em ở biên giới sắp bị bán, thì được công an cứu. Còn đây là hồ sơ hồi em ở trại trẻ, vì em không được nhận làm con nuôi, nên sau này qua 18 tuổi em tìm việc làm rồi xin ra ngoài sống luôn ạ. Đúng rồi mình ạ. Lúc em ấy mất tích là vào tầm tháng 8 năm 1994. Hồ sơ trong trại trẻ cũng trùng khớp khoảng thời gian này. Thực ra lúc ấy quá bé, em cũng chưa hiểu chuyện và nhớ gì cả. Chỉ thấy mẹ nuôi em trong trại trẻ kể lại và những tình tiết trùng hợp nên em liền đến đây. Hay là anh cứ coi lại kỹ xem sao ạ? Không thể nhầm được. Những thông tin này rất khớp. Bao nhiêu năm qua anh đi tìm em. Thật may ông trời thương tình đã cho anh gặp được em. Em lại đây thắp cho ba mẹ nén hương để ba mẹ mừng đi. Vâng, thưa anh. Mình chắc chắn chú ấy là em trai ruột của mình chứ. Sao tôi thấy vội vàng thế nào ấy. Hay là đi thử ADN đi mình. Người ta chưa đòi hỏi gì rồi. Mình còn rạch rồi bắt xét nghiệm. Từ từ để thân thiết hơn. Tôi làm xác định huyết thống sao cũng được. Nhỡ chú ấy mà biết lại nghĩ mình nghi ngờ này kia, rồi tự ái bỏ đi thì biết làm thế nào. Chú thấy căn nhà này ổn không? Nếu chú cứ nhất quyết ở riêng thì căn này là ổn nhất, rất gần nhà anh, mà khu này dịch vụ cũng rất ổn. Thôi, em ở chỗ hiện tại quen rồi, anh chị cứ để em ở bên đó thôi. Anh chị làm thế này em ngại lắm. Trời ơi, cái nhà thuê ấy lụp xụp quá, lại quá xa trung tâm. Giờ anh em mình đã nhận nhau, hãy để tôi bù đắp cho chú một cuộc sống tốt hơn. Đây cũng là những thứ mà chú đáng được hưởng suốt bao nhiêu năm qua. Thẻ này là anh làm cho chú, chú cần gì thì cứ dùng đừng ngại. Thôi, chú cứ coi căn nhà này cần điều chỉnh gì thì bảo anh nói với bên nội thất nha. Dạ, anh tốt với em quá. Bao nhiêu năm trời tôi mới gặp lại được chú, thế có là cái gì. À, chị dâu nhắn chú tôi nhớ về nhà ăn cơm nha. Nay chị ấy trổ tài vào bếp mừng chú Lâm chuyển sang nhà mới ấy. Đúng là mèo mù với cá rán ông ạ. Quả là nhà giàu có khác, tiêu tiền cứ nhẹ như không. Tự nhiên thì kiếm được ông anh có hẳn một công ty to đùng. Số ông đúng có phúc hưởng, vừa có tiền trả nợ mà vừa được sống sung sướng. Nhớ đừng quên tôi nha. Làm sao mà quên được ông. Không nhờ tấm ảnh Photoshop kỳ diệu của ông, và cũng may mắn thay bộ hồ sơ trại trẻ của tôi cũng trùng khớp, thì sao mà đánh lừa được pha béo bở này. Thế ông không lo lỡ bị phát hiện hả? Ôi trời ơi, tôi bòn thêm ông anh trai ít tiền nữa rồi biến ấy mà. Mà được cái ông anh hợ của tôi là người dễ mũi lòng, tôi cứ tỏ ra thờ ơ với tiền, ông ấy càng bơm cho nhiều chứ. Trời ơi, cháy lan ra từ tầng 9 kìa. Khói mù mịt ghê quá đi, cháy rồi. Ủa, hỏa vào rồi đấy, nhìn cháy to lắm, nhiều người vẫn đang bị kẹt ở trong. Trời ơi, có cháy ư? Chết thật, chú bà không nhấc máy, sợ có chuyện gì mất rồi.
đang cháy to lắm, đi đâu vậy? Đồng đội chúng tôi đang ở trong đó rồi. Chú ba, chú ba, chú ba. Chạy ngay, cháy to lắm. Anh Hà, anh tỉnh lại đi. Chết rồi, hình như anh ấy bị ngộp khói rồi. Trời ơi, không ổn rồi, lửa lớn quá, có lẽ sắp cháy vào trong nhà mình mất. Phải chạy ngay thoát thân, không thì chết cháy. Mình đang làm gì thế này? Không được, anh ta đã cố gắng vượt ngọn lửa để vào cứu mình, vậy mà mình lại mặc kệ anh ta mà bỏ chạy thế này sao? Giúp, giúp tôi, ai đó gọi giúp xe cấp cứu đi. Suýt chút nữa anh để mất chú lần nữa. Anh sẽ không tha thứ cho bản thân mình mất. Chú có sao không đấy? Anh à, em có một chuyện cần nói. Em từ trước đến giờ chưa từng nghĩ sẽ có một người vì mình mà không tiếc mạng sống như vậy. Thật sự thì em không phải là em trai ruột của anh đâu. Tất cả chỉ là một màn kịch em đã dựng ra mà thôi. Gì chứ? Chú lừa dối gia đình tôi. Vậy mà tôi đã coi chú như ruột thịt. Mau đi ngay, ra khỏi đây đi. Em xin lỗi, mong gia đình tha lỗi. Em sẽ đi ngay. Chính anh xông vào khói lửa để cứu em. Ngay chính lúc ấy em biết là mình đã sai rồi. Biết sai và nhận sai là điều đáng quý. Từ lâu tôi đã ước ao một gia đình có anh, có em. Mấy ngày nay chị dâu cứ nhắc chú suốt, cùng về nhà ăn cơm thôi em. Anh à, mẹ về với con. Tụi bay, cái mít đang đến kìa. Các cậu chơi trò gì đấy? Cho tớ chơi với. Nó là đứa không có mẹ, đừng chơi với nó. Ừ, mẹ nó bỏ nó đi rồi. Ơ kìa các cậu. Sao thế mít? Hôm nay cơm ngoại nấu không ngon hả? Ngoại ơi, bao giờ mẹ con mới về ạ? Mẹ con sắp về rồi. Lúc nào ngoại cũng nói là mẹ con sắp về rồi. Bao giờ mẹ con mới về chứ? Sao mẹ con đi lâu vậy? Mẹ con đi làm mà. Đi làm kiếm tiền nuôi hai bà cháu mình chứ. Con không thích, con không cần. Con muốn mẹ về với con cơ. Kìa, mít. Con cố gắng thu xếp về với con bé. Nó nhớ con lắm đi. Con bận lắm, làm sao mà về được? Bận mấy cũng phải về với con chứ. Con đi cả năm nay rồi còn gì. Ngoại, ngoại đang nói chuyện với mẹ của con phải không ạ? Ngoại cho con nói chuyện với mẹ đi. Con nói chuyện với con mít nha. Mẹ ơi, bao giờ mẹ về? Con ngoan à, ở nhà với bà. Rồi khi nào mẹ rảnh mẹ về với con nha. Con không chịu đâu. Mẹ về với con đi. Sao mẹ cứ đi mãi vậy? Thôi nào, mẹ còn đi làm chứ. Con phải ngoan và nghe lời bà đấy. Không, con không chịu đâu. Mẹ ơi, mẹ. Mẹ. Ôi, con về rồi à. Quà của mẹ với bé Mít đây. Sao con mua nhiều thế? Về nhà là tốt rồi. Thôi, vào rửa tay chân để lát còn ăn cơm con. Thôi con không ăn đâu.
con chỉ tạt qua nhà một lúc thôi rồi đi luôn ạ. Sao vội thế? Con đang có một dự án ở dưới quê mình nên tiện thì ghé qua nhà một chút. Con đi cùng xe công ty mà. Thế con không định gặp cái Miss sao? Nó nhớ con lắm đây. Còn một tiếng nữa con mới phải đi. Chắc con bé cũng sắp đi học về rồi, đúng không ạ? Công việc cần thật nhưng mà con cũng nên quan tâm đến con cái chứ. Cứ đi biện biệt thế này. Thôi mà mẹ, lúc nào mẹ cũng cằn nhằn thế. Con đi kiếm tiền chứ có phải đi chơi đâu. Bao giờ đủ tiền con sẽ đón hai bà cháu lên thành phố. Con vào rửa mặt đây. Đi đường xa đã mệt mà mẹ cứ nói nhiều à. Chuyện gì thế cháu? Sao cháu lại khóc? Bạn Mít đánh con. Mít, sao con lại đánh bạn? Tại bạn ấy trêu con. Dù bạn có trêu con thì cũng không được đánh bạn chứ. Nhưng bạn ấy nói không đúng. Bạn ấy không được nói thế. Mít, con đánh bạn là sai rồi. Mau xin lỗi bạn đi. Mẹ. Mẹ về rồi. Đúng là mẹ rồi. Mẹ về lúc nào vậy ạ? Mẹ vừa mới về thôi. Con mau xin lỗi bạn đi. Phải ngoan chứ. Sao con phải xin lỗi ạ? Rõ ràng là bạn ấy sai mà. Đây là mẹ tớ. Cậu không được nói là tớ không có mẹ nữa. Không phải. Nếu cậu có mẹ, tại sao chẳng bao giờ thấy mẹ cậu ở nhà? Tại mẹ tớ bận đi làm chứ. Mẹ tớ cũng đi làm mà vẫn ở nhà đấy thôi. Nếu cậu có mẹ, tại sao chẳng bao giờ thấy mẹ cậu đưa cậu đến trường? Tớ đã nói là mẹ tớ bận còn gì? Cậu đúng là đồ không có mẹ. Cậu còn nói nữa là tớ quýnh đó. Mẹ tớ đang ở đây. Cậu nghe rõ chưa? Thế từ giờ chúng tớ không nói nữa là được chứ gì? Mẹ, sao mẹ đi lâu thế? Mẹ đừng đi nữa nha. Con không muốn tụi nó gọi con là đứa không có mẹ đâu. Về đi con. Cái Mít nó cần có mẹ hơn. Có gì khó khăn thì mẹ con bà cháu nuôi nhau. Tiền không phải là tất cả đâu con. Mẹ xin lỗi. Mẹ đã quá vô tâm rồi. Từ giờ mẹ sẽ không đi đâu hết. Mẹ sẽ ở bên con. Hoan hô mẹ. Con yêu mẹ. Người chăn cù và ông thợ săn. Con chó chết tiệt, cút mau. Trời ơi, con cừu của tôi. Cút mau. Anh mau ra mà xem này. Con chó của anh làm con cừu của tôi bị thương rồi đấy. Anh phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Sao lúc nào bác cũng ầm ĩ thế? Không ầm ĩ sao được. Anh nhìn đi, con chó săn của anh sắp cắn chết hết đàn cừu của tôi rồi. Bác nói hay thật. Bác nuôi cừu thì cũng phải biết tìm cách mà bảo vệ đàn cừu của mình chứ. Với lại tôi không thể nhốt nó suốt cả ngày được, cũng phải có lúc thả nó ra chứ. Đi về, Mít. Anh. Mấy hôm sau. Trời ơi, con cừu của tôi. Hãy mau ra đây, ra đây. Lần này tôi phải giải quyết mọi chuyện với anh. Mau ra đây. Có chuyện gì thế? À, lại là bác. Có gì tự dưng đập nát hàng rào nhà tôi? Bác không gây chuyện cũng chịu được à? Hả? Con chó của tôi. Bác, sao bác dám? Anh nhìn đi, chính là do con chó của anh đấy. Sao anh không nhốt nó lại? Anh mà nhốt nó lại thì đâu đến nổi. Sao bác không tự bảo vệ lũ cừu? Làm sao mà tôi suốt ngày kè kè cạnh chúng được? Anh thật quá đáng. Đã thế tôi sẽ kiện anh. Bác thích thì cứ kiện. Bác nghĩ tôi sợ à? Được, anh đợi đấy. Dạ, mọi chuyện đầu đuôi là như thế. Xin quan hãy giúp đòi lại sự công bằng cho con. Cứ cái đà này, chẳng mấy nổi cả đàn cừu béo mập của con chẳng còn con nào mất ạ. Ta hiểu rồi. Xin quan minh xét, anh ta đáng bị phạt 10 đồng bồi thường cho con cừu của con và phải làm chuồng để nhốt con chó lại. À, còn nữa,
Nếu lần sau con chó ấy còn giở trò, xin quan hãy phạt thật nặng. Chỉ có vậy anh ta mới sợ thôi ạ. Nếu chỉ có thế thì sẽ rất đơn giản. Ta có thể phạt người thợ săn và bắt anh ta nhốt con chó lại. Nhưng nếu vậy, nhà ngươi từ nay sẽ vĩnh viễn mất đi một người bạn và có thêm một kẻ thù. Ngươi muốn điều gì? Một người bạn hay một kẻ thù là hàng xóm của mình? Dạ bẩm quan, bạn thì ai chẳng muốn. Làm gì có ai muốn sống chung với kẻ thù bao giờ chứ. Nhưng anh ta cứ như thế, quả thật là con không thể nào chịu đựng được. Không lẽ cứ nhường nhịn mãi để anh ta lấn lướt sao? Được, vậy ta sẽ chỉ cho anh cách để vừa bảo vệ đàn cừu, vừa giữ được một người bạn. Sao? Có cách hay vậy ạ? Tôi có con cừu non mang sang tặng thằng nhỏ. Giống này nó hiền lắm, lại biết nghe lời, trẻ con rất thích chơi cùng. Bác ơi, bác cho cháu con cừu này thật ạ? Ôi, thích quá, cháu cảm ơn bác. Ôi, chú mày đáng yêu quá. Từ nay, chú mày là bạn của tao rồi. Tao sẽ bảo vệ chú mày, đừng sợ. Ba ơi, ba phải làm củi nhốt con mít lại đi. Không nó bắt nạt con cừu của con đấy, ba nhé. Được rồi. Bác về rồi à? Có ít thịt thỏ tôi mới săn được sáng nay, thơm ngon lắm, mời nhà bác thưởng thức cùng. Ấy chết, thế thì ngại quá. Có gì mà ngại chứ, bác còn cho cháu nó cả một con cừu đấy thì sao? Vâng, thế thì anh cho tôi xin. À, mà chờ tí, tôi vào lấy cho thằng nhỏ ít sữa dê. Sữa dê tươi ngon và bổ lắm. Thôi thôi, ai lại thế? Có gì đâu, hàng xóm láng giềng mà, anh em xa cũng đâu có bằng. Bác nói chí phải. Lãng tử quay đầu. Thái thượng lão quân, tại sao khanh lại dân sớ xin trừng phạt chàng trai thường dân này? Hắn đã làm gì nên tội? Bẩm Ngọc Hoàng, tên Trương Lâm này không phải một người bình thường. Trước đây hắn vốn là tiểu tiên trên thiên đình, nhưng vì bản tính trăng hoa hay trêu ghẹo các tiên nữ nên đã bị đẩy xuống hạ giới. Có chuyện đó nữa sao? Thần tưởng rằng hắn sẽ biết hối cải, nhưng nào ngờ vẫn giữ nguyên bản tính cũ. Hắn đầu thai chỉ là một tên lính quèn, ỷ có gương mặt tuấn tú nên hay dở thói trăng hoa với những cô gái nhà lành xinh đẹp rồi nhanh chóng bỏ rơi họ. Nếu tha cho tên này thì quả là không còn thể diện của thiên đình. Khanh hãy làm cho hắn trở thành kẻ có dung mạo xấu xí nhất thế gian, để xem hắn còn có thể lừa gạt ai được nữa. Tố Tâm, đây là thính vật của chúng ta. Ta hứa sẽ đưa nàng khỏi nơi này. Nàng có muốn lấy ta không? Người ta gọi thiếp là con hát, chỉ biết ca hát mua vui cho thiên hạ. Duy chỉ có chàng là thương thiếp thật lòng. Trường Lâm, có thật chàng sẽ đưa thiếp đi khỏi nơi này chứ? Đương nhiên, Trường Lâm này đã hứa là làm. Vậy là cô nàng làm ở gánh hát tên Tố Tâm đấy, tình huynh thật sao? Ta cũng không ngờ cô ta lại ngây thơ như vậy. Cô ta nghĩ gì chứ? Trường Lâm này có thể quen với bao tiểu thư khuê khác, làm sao lại đi cưới thứ đàn bà như của ta được chứ? Ta đến phục huynh đấy. Trong thành này huynh quen với biết bao nhiêu là cô gái, vậy mà cô nào cũng đinh ninh huynh sẽ lấy mình làm vợ. Đến là tai. Thôi, không nói dông dài nữa, ta phải đi gặp tiểu thư Ngọc Mai đã. Khi nào thành con rể quan huyện, ta sẽ mời huynh đến uống rượu sao? Này, tỉnh dậy đi anh dì ơi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Chàng đến rồi sao? Nàng chờ ta có lâu không? Ôi trời ơi, Trương Lâm đấy ư? Sao lại ra nông nổi này? Mặt chàng bị sao thế? Mặt ta có gì ư? Mà thôi, ta đến đây muốn nói về chuyện của chúng ta. Sinh lễ ta đã chuẩn bị xong rồi, tháng sau... Thôi, chuyện cưới xin cứ từ từ nói sau đi. Hôm nay ta về trước. Thì ra là vậy. Trời ơi, với gương mặt này thì không chỉ Ngọc Mai
mà có lẽ đến những con gái bình thường cũng phải ghê tởm. Ta phải làm sao bây giờ? Cậu thông cảm, thật tình là nhiều tiểu thư đã đến tìm, nhưng công tử nhà tôi bệnh nặng, không muốn tiếp ai. Mà tôi nói thật, cô không nên gặp công tử thì hơn. Ta còn lạ gì chàng nữa, lúc nào cũng phải thật chỉnh chu bóng bẩy mới chịu gặp người khác. Người có mặt ta. Hả? Có chuyện gì thế này? Nàng đi đi, đừng bao giờ đến tìm ta nữa. Thiếp đã nghe lời đồn của mọi người rồi, chàng đừng giấu thiếp nữa. Giờ thì nàng thấy rồi chứ. Ta đã trở thành một kẻ xấu xí đáng kinh tởm, không còn là Trương Lâm của nàng nữa đâu. Chàng nói gì vậy? Chàng nghĩ thiếp ở bên chàng chỉ vì gương mặt đó thôi sao? Trương Lâm à, dù có chuyện gì đi nữa, thiếp cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi chàng đâu. Thật sao? Nàng không cảm thấy ghê tởm dung mạo này của ta như bao người khác hay sao? Chàng hãy tin em đi, em thật sự một lòng một dạ với chàng mà. Cảm ơn nàng. Ngày ngày trôi qua, Tố Tâm luôn ân cần chăm sóc, thuốc thang cho Trương Lâm, không nề hà vất vả. Cảm động trước tình cảm của Tố Tâm, gã trăng hoa Trương Lâm đã dần dần thay đổi bản tính và yêu nàng từ lúc nào không biết. Tuy không chữa khỏi bệnh, nhưng Trương Lâm vẫn có Tố Tâm ở bên chăm sóc yêu thương. Một thời gian sau, hắn đã chuộc cô ra khỏi gánh hát và lấy cô làm vợ. Chỗ sách này đã lâu chàng không động đến, cũng phủ bụi cả rồi. Ồ, đệ tên của mình ư? Lá thư này chàng chưa từng gửi cho mình, không biết viết cái gì đây. Tố Tâm, khi thư này đến tay nàng thì có lẽ ta đã thành thân với tiểu thư Ngọc Mai và chuyển lên kinh thành sinh sống. Có lẽ nàng sẽ đau khổ và oán hận ta, nhưng ta nhận ra rằng lâu nay tình cảm của ta dành cho Ngọc Mai mới là chân thật, giữa chúng ta có lẽ chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi. Tố Tâm, nàng biết không, cuối cùng ta cũng được thăng chức rồi. Trời ơi, không lẽ cô ấy đã đọc được bức thư lúc trước rồi? Sau khi biết được Trương Lâm từng lừa dối mình, Tố Tâm đã bỏ đi không lời từ biệt. Trương Lâm bỏ lại hết nhà cửa, của cải, đi tìm kiếm tung tích của nàng khắp nơi, nhưng vô vọng. Tố Tâm ơi, nàng hiểu lầm rồi. Giờ ta đã thay đổi, không còn như lúc trước nữa. Bức thư đó đã là chuyện của quá khứ. Nàng thật tàn nhẫn, không cho ta một cơ hội để giải thích sao? Nhiều năm sau. Trương Lâm, ngươi đã biết hối cải và ân hận, vậy là đã đến lúc trả lại ký ức của thần tiên cho ngươi rồi. Người là Thái Thượng Lão Quân. Đúng vậy, ngươi đã phạm nhiều tội lỗi, nhưng nay xem ra đã biết hối cải. Ta đã xin Ngọc Hoàng khôi phục chức tiên cho ngươi, ngươi có thể kết thúc kiếp phàm trần này rồi. Nhưng như vậy có nghĩa là tôi sẽ phải quên hết ký ức kiếp này ư? Đương nhiên rồi, với thần tiên chúng ta thì kiếp con người chỉ là phù du thoáng chốc, chẳng đáng là gì. Ngươi đã quên cuộc sống trường sinh bất tử, tự do tự tại của thần tiên sao? Tôi không quên, nhưng tôi cũng không muốn quên đi ký ức kiếp này. Thì ra ngươi nối tiếc cô gái phàm trần ấy. Nhưng ngươi có biết cô ấy đã kết hôn với một người khác rồi không? Nếu tiếp tục ở lại, ngươi không những có tuổi thọ ngắn ngủi mà còn phải mang vẻ ngoài xấu xí này suốt đời. Ngươi hãy nghĩ cho kỹ. Dù vậy đi nữa, tôi đã nợ Tố Tâm quá nhiều. Tôi không thể để cả ký ức về cô ấy mà cũng quên đi, để tiếp tục sống như một thần tiên mà không vướng bận gì được. Cây trâm này khi ấy tôi chỉ tiện tay mua, khi tặng cho Tố Tâm còn nghĩ nàng thật khờ dại. Cuối cùng thì kẻ khờ dại là tôi mới đúng. Xin người hãy thay tôi tạ ơn ân điển của Ngọc Hoàng. Hy vọng rằng sau khi Trương Lâm người phàm chết đi, người có thể cho tôi hóa thành một chòm sao trên bầu trời, để nó mãi soi sáng cho nàng, dù lỡ nhiều kiếp sau đi nữa. Mẹ đang ngắm sao ạ? Trời trở lạnh rồi, mẹ cẩn thận kẻo ốm. Mà mẹ ơi, chòm sao kia nhìn thật giống một chiếc trâm cài tóc mẹ nhỉ?
Mẹ đang nghĩ gì thế ạ? Không có gì đâu con. Mẹ chỉ đang nhớ lại những kỷ niệm ngày xưa thôi con à. Vậy là cuối cùng, linh hồn của Trương Lâm đã hóa thành những vì sao mang hình dáng của chiếc trâm cài tóc, tín vật đính ước của chàng năm nào. Những vì sao ấy lặng lẽ tỏa sáng trên bầu trời đêm, cũng như tình yêu và lòng hối hận mà chàng đã mang theo đến đời đời kiếp kiếp. Bà cụ bán rau. Mua thịt đi chị ơi. Thịt bò tôi mới mổ đây. Thịt lợn sạch đây thím Bảy ơi. Mua giúp cháu mấy lạng đi. Đi đi cho người khác đi với chứ. Tắt hết đường bây giờ. Trời ơi cụ ơi, tránh ra cho cháu nhờ. Có cái đường bé tí mà cụ cứ ngông nghênh ở giữa đường thế thì tắt đường đến trưa mất. Vâng, xin lỗi cô, tôi đi ngay đây ạ. Sáng sớm ra ai cũng vội, chẳng biết ý gì cả. Bà lão bán rau tội nghiệp quá. Bà ơi, bán cho cháu 2 mớ rau. Vâng ạ. Cô mua đi. Đây, của cô 5.000. Bà ơi, bà không cần trả tiền thừa đâu ạ. Ấy không, tôi chỉ lấy đúng 5.000 mà thôi. Vậy bà ơi, con vội đi làm, con gửi bà giữ giúp, trưa con đi làm về qua lấy được không ạ? Vâng, được chứ. Cô cứ gửi lại đây, tôi giữ cho. Ngày nào tôi cũng ngồi chỗ này tới trưa muộn mới về, cô đừng lo. Vâng ạ, con cảm ơn bà nhiều lắm. Tội nghiệp bà cụ, già rồi mà còn phải bươn chải. Ăn gì nào chị ơi? Bò tươi ngon lắm đây. Quái lạ, con bé kia ở đâu ra vậy nhỉ? Bà cụ bán rau mọi khi đâu rồi? Ngày nào mình cũng thấy bà ngồi đấy cơ mà. Phải rồi, cái nón nó đang đội chẳng phải là của bà cụ đấy sao? Không lẽ nó là cháu của bà cụ? Cô bé, bán cho cô nốt 2 mớ rau muống nhé. Dạ, rau cháu không bán đâu cô ạ. À. Sao vậy? Mang rau ra chợ mà lại không bán thì để làm gì? Dạ, cháu mang giúp bà cháu để chờ người đến lấy thôi ạ. À. Người ta đã trả tiền mua rồi cô ơi. Vậy là cháu có phải là cháu của bà cụ vẫn ngồi bán rau hàng ngày ở đây không? Dạ vâng ạ. À. Cô cũng biết bà cháu đấy ư? Bà cháu ngày nào cũng ngồi bán rau ở đây hết. Nhưng mà hôm nay bà cháu bị ốm rồi. Sao? Mới hôm qua cô còn thấy bà cháu đi chợ mà. Vâng, chiều qua mưa lớn, mãi mà cháu không thấy bà đi chợ về. Đến muộn bà về thì người ướt sũng, rét run. Bà bảo chờ mãi không thấy người gửi 2 mớ rau muống bằng sáng tới lấy, nên bà không dám về. Vậy nên sáng nay bà bảo cháu mang 2 mớ rau ra chợ. Biết đâu cô ấy quay lại lấy. Bà dặn cháu cố gắng chờ bằng được người ta để trả. Đã nhận tiền của người ta rồi, 1 đồng cũng không được lấy. Trời ơi, sao bà lại ngồi chờ cháu chứ? Mưa gió như thế. Thì ra cô là người hôm qua gửi rau đấy ạ. May quá, vậy cô cầm giúp cháu 2 mớ rau nhé. Cháu phải về nấu cháo cho bà cháu đây. Bà ơi, tại cháu. Này bé ơi, chờ cô về thăm bà với. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.